Bông tan gì mà bán có 200 ngàn cây. Nhưng mà chắc gì người ta mua. Em bắn xô 200 ngàn á bà con mình ơi. Cây có cây bự như vậy luôn nè. Trời ơi, nhưng mà cây này là bán dụ như bán xô là bứng có này có kia nha, chứ còn bán lẻ là không có giá này thì chết. Chết người. Đây. Tan tím sen về cặp bến. Anh chị mình mua sỉ lẻ liên hệ với em nha. Hôm nay là 17 tháng 6. Cũng là nhiều luôn. Đó. À, hiện đang xuống ngay cầu sông Dọc luôn nè. Ha, cầu sông Dọc Phà Tân Phú. Đây. Đường này đường 3 mét. Thì bên em di chuyển vô nhà. Đó, thì cây như anh chị mình thấy cũng có cây bự cây nhỏ ha. Thì nếu mà qua xem cây á, là qua Ba Càng Vĩnh Long á, thì đang cần cái bán xô á cho bà con mình. Đó, qua xem cây đi rồi mua xô thì xem cây ha. Cây như quy déo chứ không có một cốt hai cốt, thì lúc đầu thì tầm một cốt không à. Thiếu chở nữa hả? Thì mới chở về một xe này để mình cung cấp bán lẻ ha. Tan tím sen nha anh chị em mình lưu ý nha, cái tan tím sen là nó khác cái tan tím sen là khác cái tan kia, và một lô lên sam bự hai ba người khiêng nữa. Thì có thể vô Zalo coi tham khảo. Này. Có cây bự lắm, hồi nãy có con tông đây có con cây bự lắm nè. Cái cây bự nhất là cây này. Đây, cái cây đó, còn nhiêu là nói chung mà mình trồng một lượt luôn anh chị em mình, nhưng mà tại vì do cái 4 năm á lâu này thì có thể anh chị mình thấy cái dẻo tước là mình nói cái lô ngay cầu Ba Càng á, Ba Càng Vĩnh Long đem về.